sân chơi quan trọng trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam. Là giường cột mang sứ mệnh trở thành nền tảng vững chắc để phát triển giải vô địch quốc gia. Giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2023 World Star V-League 2 sẽ có sự tham gia của 10 câu lạc bộ là Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Hòa Bình, Huế, Long An, PVFC AND, Phú Đồng, Phú Thọ, Quảng Nam. Giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2023 phát sóng trọn vẹn trên các nền tảng WebPT Play. Tốn tiền sửa chữa xe? Có PTI hệ thống 800 gara chính hãng, thanh toán mọi phát sinh. Bối rối khi xảy ra tai nạn, PTI lập tức hỗ trợ kịp thời chỉ sau 30 phút. Bất an khi đậu xe? Có PTI an tâm chia sẻ mọi rủi ro. Chọn PTI, vững tâm tay lái trên mọi hành trình. Màu sắc nào nói lên cá tính của bạn? Trẻ trung, trơ bồn, máu lửa, quyết liệt, hay khác biệt? Suốt Abola Color Lux, sắc màu của bạn, cá tính của bạn. Night Warp, nước đặc lực từ sâm Ngọc Linh, hân hạnh tài trợ chương trình này. Sức khỏe là thứ không thể thiếu trên hành trình thực hiện ước mơ và làm chủ cuộc sống của chúng ta. Được trồng hoàn toàn tự nhiên dưới tán rừng nguyên sinh trên đỉnh núi Ngọc Linh, kết hợp với y khoa hiện đại và y học cổ truyền để được chiết xuất từ những củ sâm Ngọc Linh trên 10 năm tuổi với hàm lượng dược tính dồi dào. Sâm Ngọc Linh con tinh K5 là vị thuốc bổ từ thiên nhiên đem đến những công dụng tuyệt vời, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa ung thư, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ tế bào gan, giải độc gan, giảm stress, cải thiện trí nhớ. Sâm Ngọc Linh con tinh K5, món quà sức khỏe cho bạn bè, đối tác và gia đình bạn. We'll be right back.